Vui được gặp lại quý vị và các bạn trong bản tin năng lượng cho phát triển bền vững số tháng 6. Thưa quý vị và các bạn, mùa hè năm nay liên tục có các đợt nắng nóng, nhiệt độ cao khiến nhu cầu sử dụng thiết bị làm lạnh của các hộ gia đình tăng cao đột biến. Vì thế, chu kỳ hóa đơn tiền điện tháng 5, tháng 6 của các hộ gia đình hầu hết đều tăng. Có hộ tăng tới gấp đôi, thậm chí gấp 3 thời điểm bình thường trước đây. Để hạn chế tình trạng hóa đơn tiền điện tăng cao đột biến, giải pháp hiệu quả nhất chính là từng hộ gia đình cần tuân thủ các khuyến cáo về sử dụng tiết kiệm điện. Nội dung này chúng tôi phản ánh tới quý vị và các bạn trong bản tin kỳ này. Trước hết là những tin tức nổi bật của ngành điện trong tháng qua. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông vừa qua, các điểm thi luôn được cấp điện 100%. Đó là nhờ công ty điện lực Lào Cai đã chủ động xây dựng phương án cung cấp điện an toàn, ổn định. Công ty Điện lực Lào Cai chỉ đạo các đơn vị trực thuộc chủ động liên hệ với Ban chỉ đạo, Hội đồng thi các huyện, thị xã, thành phố và lãnh đạo địa phương dự phòng máy phát điện tại các điểm thi, lập phương án chuyển nguồn cấp điện bằng máy phát, phân công lịch trực tại các điểm thi, không thực hiện cắt điện theo kế hoạch trên các đường dây, trạm biến áp có ảnh hưởng đến việc cấp điện cho các địa điểm thi, trừ trường hợp sự cố. Nhờ có kế hoạch chu đáo, các điểm thi đều đảm bảo an toàn nguồn điện. Công ty điện lực đang tập trung thực hiện các biện pháp kỹ thuật và quản lý để giảm tổn thất điện năng, đảm bảo độ tin cậy lưới điện phân phối. Cụ thể, công ty thường xuyên kiểm tra các tuyến đường dây, sử dụng camera nhiệt kiểm tra tiếp xúc, kịp thời phát hiện và xử lý các khiếm khuyết trên hệ thống. Đối với lưới điện trung hạ thế, PC Lào Cai luôn chú trọng giải quyết tình trạng máy biến áp quá tải, tăng cường các giải pháp chuyên môn để đảm bảo lưới điện vận hành an toàn, hiệu quả, đặc biệt trong thời gian cao điểm mùa nắng nóng, nhu cầu sử dụng điện tăng cao. Thưa quý vị và các bạn, nắng nóng kéo dài, nhu cầu sử dụng điện trong nhân dân tăng cao, đặc biệt là các thiết bị làm lạnh. Do vậy, hóa đơn tiền điện của các hộ gia đình cũng tăng lên khá nhiều. Nhiều gia đình đã có ý kiến thắc mắc với ngành điện và các ý kiến này đã được công ty Phúc Tra trực tiếp giải thích cặn kẽ, đồng thời có những hướng dẫn giải pháp sử dụng điện tiết kiệm. Tháng 5, tháng 6 liên tục là những ngày nắng nóng, trẻ cũng bắt đầu nghỉ hè, điều hòa được sử dụng liên tục. Thấy sản lượng điện tiêu thụ chu kỳ điện tháng này của gia đình tăng tới gấp 3, ông Đỗ Văn Bằng, tổ 25, phường Cốc Lếu, thành phố Lào Cai không khỏi thắc mắc. Cán bộ điện lực thành phố đã đến tận gia đình kiểm tra, giải thích rõ nguyên nhân và khuyến cáo các giải pháp tiết kiệm điện. Mình có thắc mắc, sau đó thì cán bộ ngành điện cũng có Phúc Tra và giải thích cho mình. Đấy, vì cái sản lượng điện nó liên quan đến, một là liên quan đến mùa hè, dùng điều hòa nhiều. Rồi nữa là cái cũng có cái tăng giá điện nó lên, vì do lên mình dùng nhiều cho nên nó kéo lên cái bậc thang cao nó sẽ nhiều hơn, sẽ lên tiền điện nó lên. Điện lực thành phố Lào Cai đang quản lý trên 61.000 khách hàng. Theo ghi nhận thì sản lượng điện tiêu thụ trong chu kỳ tháng vừa qua tăng 19,5% so với cùng kỳ năm 2022. Đơn vị cũng đã tiến hành phúc tra trên 3.600 lượt trên hệ thống đo ra và trực tiếp tại hộ dân. Các cái trường hợp mà khách hàng sử dụng tăng giảm trên 30% thì chúng tôi đều có cho kiểm tra, phúc tra lại chỉ số. Nghĩa là hiện nay cái công tác phúc tra là chủ động thực hiện, và cái thứ hai là theo các cái phản ánh và các kiến nghị của người khách hàng sử dụng điện. Và qua cái thời gian vừa qua thì cái tiền điện tăng cao chủ yếu là do nhu cầu sử dụng của người dân tăng cao, đặc biệt là sử dụng về máy lạnh, điều hòa. Theo ngành điện thì vấn đề quan trọng nhất để giảm thiểu tình trạng hóa đơn tiền điện tăng cao trong những tháng hè chính là ý thức sử dụng điện tiết kiệm của nhân dân. Ngành điện cũng khuyến cáo nhân dân làm sao sử dụng làm sao cho nó phù hợp. Đối với thời tiết mà nó ổn định bình thường thì chúng ta hạn chế tối đa cái việc sử dụng điều hòa, tập trung chúng ta có thể là sử dụng các cái trang thiết bị nó nhẹ hơn, ví dụ như quạt, hơi nước, rồi là chúng ta tận dụng cái không khí ngoài trời hoặc là cái cửa sổ mở thoáng, và đặc biệt nữa là chúng ta lên dùng các cái thiết bị tiết kiệm điện. Một điểm người dân cũng cần chú ý đó là giá điện sinh hoạt hiện hành được tính theo 6 bậc thang. Vì vậy, việc khách hàng sử dụng điện nhiều và vượt qua bậc 5 là giá sẽ đội lên so với các bậc 2, 3, dẫn tới việc hóa đơn tiền điện của khách hàng tăng cao so với trước. Tới đây, thời lượng bản tin năng lượng cho phát triển bền vững của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai đã hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.